Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái hệ thống gọi là đo khoảng cách, đo mực nước ở trên sông. Đây là cái basin 1, đây là cái hệ thống nó giao tiếp với cái internet thông qua con ESP 8266V1. Lúc trước thì mình có dùng con số này nhưng mà cảm thấy nó không có thoải mái là dùng Alno, cho nên con Alno. Tại vì của mình còn dùng hai cái động cơ bước nữa để mình điều khiển cái tự cân bằng để mình đo cái mực nước chính xác. Tại vì cái thiết bị mình sẽ đặt trên thuyền thì hiện tại thì mình chỉ đo cái miếng nhiệt độ thôi, nhiệt độ này thôi, và cũng đo cái khoảng cách đây ha. Thì hiện tại là mình kết khoảng cách thôi, thiết bị rất là ổn định ha. Thông thường sẽ qua của mình cũng được qua mặt thẻ, nhưng hiện tại mình cảm thấy nhưng hôm nay xài cái mặt thẻ nó rất là nóng, tại vì con này ở độ lễ rồi làm rất là nóng, không được mặt thẻ ổn định hơn. Đây là cái MySQL ha, đây này. Bây giờ là bao nhiêu, bây giờ là 1:05 mình đi viết cái đó ha. 1:05 1:05:21 nha. Đúng rồi. Đây là cái web đây ha. Đó là được cái website đây ha. Nên chỗ mình gọi đi. Mình sẽ vẽ cái biểu đồ chart sau ha. Hiện tại thì mình mất tạm thời như vậy. 1 giờ đây. 1:05:26. Đây, đây là nhiệt độ độ ẩm đây ha, mình chịu đây. Thì mình chỉ là mình cấp hình lá dữ liệu thôi, chứ thực sự không có gì. Mình có đăng nhập nhưng mình biến lười quá, mình chưa bỏ vào ha. Mình có thể tạo một cái nguyên liệu ra, tạo một cái table có những cái tem humidity đây, rồi chọn cái chính là thì mình có đây là ID thêm.